Anh em, hôm nay thì với số vốn mình đang có là 20 anh em ơi. Mình sẽ vào để chơi bài đối thượng nha. Thì anh em đã biết con em Ewin này thì mình nghĩ là nhiều anh em biết rồi. Hôm nay mình sẽ vào để chơi bài poker nha. Và trước khi chơi cái mình sẽ chia sẻ những cái mẹo đánh bài poker các bạn cần lưu ý cho mình này. Khi bạn đánh nha, bạn nó sẽ có trên này, dưới này. Đây này. Big rô chuồn này, đen đỏ này, rô cơ này. Thì các bạn nên nhớ cho mình này. Đầu tiên mình nói trên dưới này các bạn ơi, nhiều lúc các bạn ví dụ các bạn đánh trên ấy, ví dụ cái này thắng 1,38 lần đây, tỷ lệ thắng ở đây, thì nó thắng mình trả được bao nhiêu, lúc đó thì các bạn nên đặt đen hoặc đỏ, bởi vì cái tỷ lệ thắng các bạn phải 1,9 mà, thì các bạn cũng gần như x2 mà. Nhưng mà ví dụ các bạn, ví dụ con 8 ở đây là con 8 đi, các bạn đánh trên đánh dưới thì các bạn tỷ lệ thắng là 2,08 thế vậy ấy. Thì các bạn mà đánh trên dưới lúc đó rồi lỡ may nó 8-8 nó hòa nhau thì các bạn thua. Thành lúc đó các bạn nên đánh đỏ đen thôi. Các bạn đừng có nên đánh trên dưới nha. Bởi vì cái này trên hòa là nó sẽ, nếu bạn đánh trên dưới ấy, hòa là các bạn luôn thua. Em không nhìn được không? Nhưng mà các bạn cần lưu ý cho mình này. Đó là khi nhiều lúc các bạn cũng phải đánh nhìn xem ở cái cầu ở đây này. Để các bạn đánh có lúc những lúc các bạn phải đánh chuồn hoặc bích hoặc rô hoặc cơ. Bởi như thế các bạn bay ra mới thắng được, chứ các bạn mà cứ đánh luôn luôn đánh trên dưới là mình nghĩ là cơ hội thắng các bạn rất thấp luôn đấy. Trời ơi, ngon này. Mới bắn đầu mà mình đánh cho vui thôi mà 300 mình đánh cho vui thôi mà tự nhiên nó đã ăn kìa. Đây ngon này. Rô này. Ôi. Đéo phải anh em ạ. Ôi Giang ơi, rô đéo về kìa. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi, 24 mê rồi. Mới đầu mà thắng được 4 mê đấy anh em. Ngon không? Ngon chứ. Cứ từ lên thôi anh em ơi. Ôi rồi rô nữa kìa. Chuồn này. Rô này. Chuồn này. Big đi. Lúc này Big chưa về với cơ ít về. Big đây rồi. Đó anh em thấy không? Đó là cách đánh của mình đấy anh em ạ. Hoặc là nhiều lúc các bạn thấy đỏ về nhiều quá thì các bạn có thể đặt đen kiểu như vậy anh em. Rô kiểu cơ lúc này chưa về nha, đánh cơ tiếp đi. Ôi giời ơi. Kìa, big nữa kìa anh em, đây này, cơ đây rồi. Ơi Giang ơi. 6 ra 2 kìa. Đen. Cái gì vậy đây? Điên à? Đỏ nó kìa. Đỏ về đéo về lắm vậy trời. Đây rồi. Thôi đánh nhỏ lại thôi anh em ạ. Đó anh em thấy không? Lúc này bay đây anh em này. 10 ra 10 này. Mà lúc đó 10 mà mình đánh trên hoặc dưới đó mình thua luôn, thua mà. Em công nhận được không? Đó là cách đánh này đấy anh em ạ. Các bạn cần lưu ý cho mình rất nhiều, anh em cứ đánh theo bị cuốn ấy. Anh em luôn đánh trên dưới mà anh em đéo luân chuyển ra ấy. Thành ra em thường thua là nguyên nhân vì đó đấy anh em. Bởi hòa này em luôn thua mà. Ngon chưa kìa. K là K kìa anh em. Đánh big thắng rồi mà K là nó ở ra K. Chịu luôn đấy. Đèn đến thế thì chịu rồi. Hai hai mê rồi. Đèn thật sự đấy anh em ơi. 7 ra 2 kìa. Cơ đi. Cơ đây rồi. Đó anh em thấy không? Hai này. Ra hai mà may mình đánh cơ. Bởi vì mình lúc nãy giờ mình thấy một chuỗi cơ nó về ít đấy. Chuồn big roll này. Cơ chưa về này. Cơ về rồi. Nhưng mà mình vẫn tin nó về tiếp lần nữa. Đó biết ngay mà. Ây dồi, nhận đi. Chứ không là tí là nó lại hòa hòa. Cái là mình không phải thua anh em. Dại gì, ngu gì anh em đúng không? Đang thắng mà. Dần dần mà ăn lên thôi anh em ạ. Chứ ví dụ mình mất bình tĩnh một cái là mình dễ thua. Thành ra tốt nhất là cứ dần dần mà ăn lên thôi anh em ơi. Đéo nên vội. Bởi một cái điều này em cần lưu ý cho mình này. Game thì luôn luôn còn đó. Quan trọng là em còn có vốn để mà chơi với nó không thôi anh em ạ. Ơi giời, big nó đéo về lúc nãy giờ kìa. Đéo gì vậy trời. Big nó đéo về luôn rồi đấy.
định mệnh cái bọn đéo này chứ. Mình theo big này là sai lầm rồi. Trên luôn đi. Má nó kìa. Tám ra bốn anh em ơi. Bảy ra hai kìa. Mười ra ca. Bình nạn lắm rồi anh em ơi. Mình nghĩ là mình không cần thắng nhiều đâu anh em ạ. Không cần thắng nhiều đâu, vốn mình ở từng này 2 mê mình chiến thắng 10 mê là ngon lắm rồi. Nhưng mà thắng là hay không nó một chuyện anh em ạ. Cái thằng đéo nào mà chả muốn ăn lên ăn được thắng được. Nhưng mà ăn được hay không nó một chuyện nhé anh em. Có phải là ăn là dễ dàng với nó đâu anh em ơi. Anh em công nhận được đó không? Ăn nó có phải dễ dàng đâu. Nhưng mà ăn dễ dàng đứa đéo nào nó ăn là giàu đấy. Mình chưa bao giờ mình nghĩ là con Himinsu nó dễ ăn cả. Lúc nãy giờ mình ăn ăn chứ không có ăn được nhiều đâu anh em. Ăn được vừa vừa thôi chứ ăn được nhiều đéo đâu. 25 mê này. Trời ơi 6 ra 2 chịu. 5 ra 4 này chịu rồi. Nhận đi. Lên 3 mê là nghĩ thôi. Mày khó quá anh em ạ. Quá khó luôn đấy. Lần này mà đéo về big này thì đéo đánh big nữa. Đéo về cứ cay muốn đánh tiếp anh em ạ. Phải lìn với bọn néo này nhá. Chịu. Nhiều khi nó đen nó chịu thôi anh em ạ. Chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Game của nó mà. Mình người chơi thôi mà. Mẹ nó chứ kìa. Cày với lịn luôn anh em ạ. Cảm nhận mình anh em đéo biết đâu. Mẹ nó như 8 ra 8 thì chịu, bố mày chịu. Hai mốt về này. Má cứ lên tầm tầm khúc này nó lại cho xuống kìa, đó biết ngay mà thịt má. 5 ra 4 kìa. Cho tao thắng cái đéo được à. Quy đã đấy anh em ơi. Đèn. Cũng đèn đấy chứ không phải đơn giản đâu. Hai bảy này. Biết đâu nó lại cho lên đúng không anh em? Không biết được đâu. Ôi gì ra quy kìa. 4 ra 2 kìa. Đừng nói chuồn nó đéo về nha. Cứ đánh theo cơ big rô chuồn này nó lại thua anh em ạ. Đây rồi. 27 mê lại rồi anh em ơi. 28 là 29 rồi đấy. Gần như 29 rồi đấy anh em. Lên đi nào anh em ơi. Lên đi nào. Lên đi nào. Đúng rồi còn 500 nữa thôi. 3 ra 2. 6 ra 6 chịu rồi. Ơi già. Thua lại à. Hay vẫy lại rồi. À, cứ một lúc này nồn một xíu là thôi mà nó đéo cho lên anh em ạ. Đen như vậy chịu rồi. Cái ván này nó sẽ cho lên này. Trên đi. 6 luôn kìa. Ôi, thua lại đấy kìa.
Đây rồi, 28 mê lại rồi anh em ơi. Ván này mà đéo lên được thì mình thắng 5 mê cũng được anh em ạ. Nếu ván này không lên là mình chấp nhận thắng 5 mê anh em ơi. Bởi vì không phải khi nào cứ cố định lên từng đó là nghĩ anh em ạ. Một là bây giờ mình xuống 25 mê mình nghĩ. Hai là mình lên 30 mê mình nghĩ. Đánh kiểu đó đấy anh em. Chứ không là lỡ may lúc này mình có lúc nó mình gần xuống hết luôn mà. Đúng anh em. Đứa cố cố định mà ôm tù mà đánh theo một kiểu đéo được đâu, lỡ may nó thua thì sao, đúng không? Má nó kiểu lại thua nó cay anh em ạ, thua nó cay cứ muốn đánh tiếp. Má nó chỉ là thua là kìa, đúng thật là con game này cuốn thật anh em ạ, cuốn với lều luôn. Ở đó thua ngay rồi kìa. Hai lăm mê rồi. Thôi ván này thua là nghỉ. Bây giờ chỉ một lần ván thua là nghỉ anh em ơi. Rồi thôi nghỉ nghỉ nghỉ. Thôi ít ra mình thắng 7 mê là ngon rồi. Đéo nên tham nữa. Bởi tham tham tí là còn một cái nịt thì sao, đúng không anh em. Thôi nghỉ anh em ơi. Thôi thì video này mình thúc nha anh em ơi. Anh em đừng quên lại cho một like. Đăng ký bởi đó một lớn ấy giúp mình tạo ra cái video cái hay hơn và chất được anh em ơi. Bye bye anh em.